một thiết kế vô cùng đẳng cấp và tinh tế mà các chị sẽ không thể bỏ lỡ trong mùa sự kiện năm nay. Với gam màu trắng thuần khiết, chắc chắn là làn da của các chị sẽ được tôn lên và cái thần thái của mình cũng sẽ cực kỳ cao cấp luôn các chị nhé. Em đầm này thì Melia lựa chọn chất liệu gấm cao cấp. Trên bề mặt vải sẽ có in hoa 3D, nó cực kỳ đẹp. Và cái dáng này của bên em nó sẽ là cái dáng ôm, nên là ba vòng của mình sẽ được tôn lên một cách tuyệt đối. Đặc biệt điểm nhấn của sản phẩm này đấy chính là một cái phần ơ được cách điệu ở phần eo như vậy, làm tôn lên cái vòng eo của chúng ta. Và hàng cúc thì sẽ sử dụng cúc ngọc trai để tạo nên sự tinh tế và đẳng cấp cho trang phục. Và nếu như yêu mến gam màu trắng cực kỳ tinh khôi này thì hãy nhanh chóng ghé thăm ba hệ thống showroom của Melia ở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc thành phố Hồ Chí Minh các chị nhé. Và nếu như mình không có thời gian thì các chị hoàn toàn yên tâm ở nhà và tham gia vào chính sách mua hàng online của Melia. Các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt là các chị sẽ còn được miễn phí ship nha.